Thưa đồng bào thân mến, năm nay ở miền Bắc chúng ta lại vui vẻ ăn Tết trong hòa bình. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta, mọi người đoàn kết phấn khởi mừng xuân. Đồng bào miền Bắc, từ các cụ phụ lão đến các cháu thanh niên và nhi đồng, ai cũng cố gắng góp phần xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc. Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Chính phủ, tôi thân ái gửi lời khen ngợi các anh hùng chiến sĩ thi đua và tất cả anh chị em công nhân, nông dân, trí thức đang hăng hái thi đua sản xuất và công tác. Các chiến sĩ và cán bộ trong quân đội, công an, dân quân luôn luôn nâng cao cảnh giác, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an ninh. Cán bộ, nhân viên các ngành công tác đang ra sức phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Tết này càng thêm vui vì có những người anh em thân thiết vượt muôn dặm đến ăn Tết với đồng bào ta, là đồng chí Novotny, bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, chủ tịch nước Tiếp Khách anh em, cùng bà Novotny và các vị lãnh đạo khác của Đảng và Chính phủ Tiếp Khách. Trong khi ở miền Bắc chúng ta vui vẻ ăn Tết, lòng chúng ta luôn luôn ở bên cạnh đồng bào miền Nam đang đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu anh dũng chống chế độ bạo tàn của Mỹ Diệm. Càng thương đồng bào miền Nam, chúng ta càng phải lao động cần cù, phấn đấu hăng hái hơn nữa cho Bắc Nam mau được sum họp một nhà. Nhân dịp này, tôi thân ái gửi lời thăm hỏi tất cả đồng bào miền Nam ruột thịt. Nước Việt Nam ta là một, dân tộc Việt Nam ta là một, dù cho sông cạn đá mòn, nhân dân Nam Bắc là con một nhà. Cuộc đấu tranh của toàn dân ta để thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà nhất định thắng lợi. Nhân dịp này, tôi cũng gửi lời thân ái thăm hỏi và khen ngợi kiều bào ta, dù ở đất khách quê người, vẫn một lòng hướng về Tổ quốc và sốt sắng góp phần xây dựng đất nước. Chúng ta cùng nhau mừng năm mới, cố gắng mới, tiến bộ mới, chúc Quý Mão là năm nhiều thắng lợi.